Huy Tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của Radio VVA 1600 AM và kênh YouTube Huy Tâm Channel. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta rất là vui mừng chào đón hai vị khách, đó là nhà thơ Mỹ Nhung và nhà thơ Đào Long Khê. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để đến đây thực hiện chương trình văn học nghệ thuật hôm nay. Xin mời quý vị gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Dạ, Mỹ Nhung xin gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi. Em chào anh Quy Tâm, dạ chào anh Đông Khê. Dạ. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài. Chào anh Huy Tâm và ban biên tập đã cho dịp chúng tôi được hân hạnh hiện diện trên đài, trên làn sóng ngày hôm nay. Có lẽ rằng mọi người sẽ thắc mắc rằng hôm nay nguyên do gì chúng ta lại mời hai vị khách quý đến trong cái chương trình văn học nghệ thuật. Thì thưa quý vị, tiếng lòng lay nhẹ cung tơ, cho hoa xuân nở bên bờ yêu thương. Theo lịch trình chúng tôi được biết thì chỉ còn hơn một tuần lễ nữa, hai nhà thơ của chúng ta sẽ rất bận rộn để lo việc giới thiệu thi tập Tiếng Lòng, Đứa Con Tinh Thần của hai vị. Lần đầu tiên được viết chung để giới thiệu với quý khán giả, độc giả khắp nơi. Vậy xin hỏi hai vị rằng tiến trình đó đã đi đến đâu rồi? Xin hãy chia sẻ để mọi người cùng có chung niềm vui ạ. Mời nhà thơ Đào Đông Khê. Xin cảm ơn anh Huy Tâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả của đài. Thật ra thì Tiếng Lòng thời gian chuẩn bị cũng không lâu lắm, bởi nó bao gồm và gom góp những tác phẩm mà chúng tôi, những bài thơ mà chúng tôi viết đã từ lâu. Có những bài thơ viết gần đây, có những bài thơ viết không lâu lắm, và có những bài thơ đã viết cả 50 năm trước đây. Cho nên khi chuẩn bị nó chỉ là sự gom góp lại những gì đã có sẵn. Vâng, thành ra thời gian không có lâu lắm. Tuy nhiên được trình bày với quý thính giả và trình làng thì một ngày rất gần đây. Xin cảm ơn anh. Còn nhà thơ Mỹ Nhung thì thế nào? Dạ, ý anh là chuẩn bị phải không? Vâng. Dạ, thì chuẩn bị thì như là anh Đào Long Khê ảnh đã chuẩn bị hết rồi. Em chỉ là phụ thuộc thôi. Còn cái vai trò chính là ảnh. Vâng. Dạ, nhưng là thơ thì chúng em cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, sách in ấn đã xong hết anh. Vâng. Dạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì xin quý vị hãy nói sơ lược, nhớ là nói sơ lược thôi. Mình phải để dành cái sự ngạc nhiên cho quý độc giả khi đến tham dự buổi lễ ra mắt. Họ sẽ nhận được cái thi tập Tiếng Lòng để họ sẽ cảm thấy thích thú khi khám phá ra những bài thơ hay, những câu thơ tình tứ ở trong thi tập này. Cho nên quý vị nên nói sơ lược về cái tác phẩm này đi. Vâng, mời nhà thơ Đào Đông Khê. Xin cảm ơn anh Huy Tâm và xin cảm ơn khán thính giả của đài. Hai cái câu mà chúng tôi đặt vào trang đầu của tập thơ Tiếng Lòng, tôi xin phép được lặp lại ở đây. Tiếng lòng trong bức tờ mây, gửi người tri kỷ nhận đây làm quà. Tôi nghĩ rằng nó đã gói ghém tất cả tâm tình của chúng tôi ở trong cái tập thơ. Nhưng để cái tâm tình ấy đến được đi ra ngoài hay không thì nó sẽ đón chào của quý vị. Tiếng lòng sẽ đón chào quý vị một ngày rất gần ở tại nhà hàng Ocean Palace ngày 9 tháng 6 này. Và mời nhà thơ miền cuối biển. Dạ thì tập thơ này nó cũng không, cái nội dung nó cũng không khác như cái tập thơ trước của Mỹ Nhung. Và nó cũng có nhiều thể loại và chủ đề khác nhau, cũng như tình yêu gia đình, bạn bè, tình yêu lứa đôi và những trăn trở của tuổi xế chiều, thưa anh. À, khi mà nói đến cái chuyện thơ văn
Tức là nói đến cái vấn đề mà nghệ thuật, mà nghệ thuật thì nó không có tuổi, cho nên đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện mà xế chiều hay là bình minh. Vâng, tôi nghĩ rằng tất cả những người nghệ sĩ đều nghĩ như vậy, dẫu rằng thực tế chúng ta không thể nào chối bỏ được, nhưng mà ít nhất là trong tâm khảm của chúng ta. Nguyên do tại sao? Bởi vì rõ ràng ở cái lứa tuổi nào thì đối với một thi nhân vẫn nói tiếng yêu một cách nhẹ nhàng, vẫn nói tiếng yêu một cách dễ dàng và cũng rất là thắm thiết, phải không ạ? Dạ, thưa đúng ạ. Dạ, phải, thưa anh, nhưng mà có bình minh thì phải có xế chiều chứ anh. Thôi chúng ta hãy quên cái xế chiều đó đi, mà chúng ta hãy luôn nghĩ đến bình minh thôi. Đó chính là cái niềm lạc quan của những người mà làm văn học nghệ thuật. Và thưa quý vị, như lúc nãy chúng ta đã được nghe nhà thơ Đào Đồng Khê đọc hai câu thơ Lục Bát mở đầu cho thi tập Tiếng Lòng, thì đây là cái thi tập được in chung bởi người thơ miền cuối Việt, tức là nhà thơ Mỹ Nhung, và thi nhân đất cảng Hải Phòng Đào Đồng Khê, do LP Printing tại Houston, Texas phát hành đầu năm 2024. Sách dày hơn 200 trang giấy, trình bày trang nhã trên giấy trắng tinh với ngót nghét gần 200 bài thơ. Hẳn rằng trong đó đã gói ghém ít nhiều tâm tình sâu kín. Vậy thì xin hỏi như vị, trong cái tác phẩm này bài thơ nào và đứa con tinh thần nào mà như vị cảm thấy rằng yêu quý nhất? Dĩ nhiên là tất cả những đứa con mình sinh ra mình đều yêu quý, nhưng mà cũng như đời thường thôi, có nghĩa là con thì cũng năm bảy người, nhưng mà cũng có người thương nhiều, người thương ít. Do đó thì chúng tôi muốn được nghe hai nhà thơ tuần tự nói lên hoặc đọc lên những cái bài thơ mà mình cảm thấy mình tâm đắc nhất, mình cảm thấy thích thú nhất. Vâng, mời nhà thơ Đào Đồng Khê chứ. Cảm ơn anh Huy Tâm và xin cảm ơn quan thính giả của đài đã lắng nghe. Trong cái tập thơ thì thật ra thì người ta luôn luôn viết văn hay thơ, luôn luôn viết cái nỗi lòng trăn trở của mình. Nhưng trước khi rời Việt Nam năm 1975, vào tháng 4 năm 1975, đến Chicago thì tôi nhớ lại một bài thơ mà tôi đã viết cho một người, người bạn gái thời bây giờ. Bởi vì kẻ ở lại, người ra đi, chắc chắn nó phải có những cái nỗi trăn trở và những cái sự đau lòng trước khi ra đi đấy. Yeah. Tôi xin phép được đọc lại ở đây. Yeah. Bản thơ Tình Đã Chết. Okay. Ở đây một câu hỏi mang tính chất riêng tư một tí, là bởi vì ngồi bên cạnh anh Đào Đồng Khê là nhà thơ Mỹ Nhung, một người mà có cơ duyên tao ngộ với anh Khê trong một cái dịp nào đó, một chút xíu nữa chúng ta sẽ nói. Phải chăng cái bài thơ mà Tình Đã Chết đó là một minh định về cái vấn đề tâm tư của anh Khê chăng? Dạ thưa phải. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thú thật nỗi lòng, thú thật trước bình minh. Vâng, thú thật trước bình minh. Vâng, vâng, thôi mời anh. Duyên tình đã chết kể từ khi anh bỏ ra đi chẳng hẹn kỳ. Mây vẫn trôi và nước vẫn chảy, trái chín hoa rụng cũng có thể. Xưa nay cái cảnh phụ tình nhau, kẻ ở ra đi cũng chỉ vì hồng nhan vừa chấm ân tình chết. Ai có ngờ chi trước bước đi. Xin dạ vâng. Cảm ơn anh đã cho nghe một bài thơ rất là ray rít. Vâng. Vâng, bài thơ của nhà thơ Đào Đồng Khê khiến cho chúng ta nhớ đến cái bài nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Đó là nỗi lòng của nhà thơ Đào Đồng Khê. Và bây giờ nỗi lòng của thi nhân miền cuối Việt là gì đấy?
Thưa anh thì đã là mình nói con thì đứa nào mình cũng thương hết, Đúng vậy. nhưng mà mỗi đứa nó có một cái đặc tính khác nhau. Vâng. Ở đây nhưng có một cái đứa con này làm như nó có một cái gì mâu thuẫn cái tánh nó, thành ra là Mỹ Nhung rất là đặc biệt để ý. Thành ra hôm nay Mỹ Nhung xin trình làng với quý vị bài thơ Bỗng Dưng. Sao bỗng dưng hôm nay mình lại nhớ đến một người mà mình đã muốn quên. Nhớ ngày xưa hai bóng ở kề bên, người hay kể chuyện buồn vui đời lính. Sao bỗng dưng yêu người không suy tính, không biết rằng tình mộng ảo mà thôi. Những ngọt ngào còn đọng lại bờ môi, lời yêu thương với vô vàn thề ước. Sao bỗng dưng hôm nay mình bất chợt khóc một mình, không biết tại làm sao. Nhắc tên người lòng bỗng thấy nao nao, nhớ ánh mắt suy tư chiều gặp gỡ. Sao bỗng dưng bước chân mình bỡ ngỡ, trên đường chiều đám phủ bóng hoàng hôn. Bao yêu thương còn sót lại trong hồn, muốn trả cho người bỗng dưng sao muốn giữ. Xin hết. Quý vị, vốn dĩ thơ văn là nỗi lòng, và dù có muốn che giấu cỡ nào chăng nữa thì nó vẫn tiềm ẩn một cái điều gì đó từ trong cái tâm thức của người làm thơ. Và đã không ít lần khi đứng ở trên sân khấu, nhất là như cách đây 2 năm chúng tôi có dịp ra mắt cho Mỹ Nhung và Ánh Nguyệt, hai nhà thơ, về cái tác phẩm mới của họ. Thì trong đó cái phần tác phẩm mà của Mỹ Nhung đó là tác phẩm mà Nếu Lỡ Ngày Mai, mà trong đó chúng tôi đã cường điệu, phải nói là tôi đã rất là tự tin khi nói một câu rằng nếu những câu thơ này được viết vào đầu thế kỷ 20 thì đã hoàn toàn đi vào văn học sử. Nếu lỡ ngày mai em ra đi, tiễn em, anh sẽ nói câu gì? Có vuốt mắt em mờ ngấn lệ, có viết ngậm ngùi thơ biệt ly. Thưa quý vị, những câu thơ rất đáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng. Quý vị chắc cũng đồng ý rằng tôi cũng không quá cường điệu khi mà dám nói rằng nếu mà những câu thơ như thế xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 20 thì đã đi vào văn học sử, bởi vì thật sự ngôn ngữ cũng như tiết điệu của những câu thơ đó nó đi vào lòng người một cách dễ dàng, và nó xoáy vào trong tim của những người đang yêu nhau nhưng vì một trắc trở nào đó, mà như chúng ta vừa nghe nhà thơ Đào Đồng Khê nói về một bài thơ lúc chia tay miền Bắc để di cư vào trong Nam, hoặc giả là Mỹ Nhung nhắc đến bỗng dưng nhớ đến một người, nhớ đến ánh mắt nụ cười thân thương chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề chính. Thưa quý vị, từ hơn 2 thập niên qua, khi mà công nghệ Internet phát triển mạnh mẽ, đi sâu vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thì dường như là số lượng độc giả đọc sách báo giấy đã sa sút một cách trầm trọng. Đến nỗi có nhà thơ phải cay đắng thốt lên rằng sách vở ngày nay hỏng thật rồi. Cứ 10 người đọc, 9 người thôi, họ chỉ tìm vào Internet một cái nhấp tay đọc đã đời. Xin hỏi hai nhà thơ rằng nhị vị không nhận thấy cái nghiệt ngã ấy hay sao mà vẫn đi ngược dòng lịch sử để ra mắt sách vào cái thời điểm này? Mời tiên nhân Đào Long Khê. Cảm ơn anh Huy Tâm. Xin kính thưa quý thính giả của đài. Chúng tôi không có tham vọng là đi ngược dòng lịch sử,
chẳng có ai dám nổi ngược dòng nước. Tuy nhiên, Internet là một cái gì mà ngày hôm nay ai cũng công nhận nó đóng vai trò rất quan trọng cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, để tìm sâu vào ký ức, tìm sâu vào cõi lòng của mỗi chúng ta, hay những lần gặp gỡ cõi lòng của chúng ta với cõi lòng của một nơi khác, thì hầu như từ xưa đến nay, một cách rất thiển cận hay là chủ quan, tôi vẫn nghĩ rằng phải tìm vào trong những cái ký ức nào mà người văn nghệ sĩ hay nhạc sĩ hay những người có tiếng tăm họ viết, họ để lại trong sách vở. Cho nên chúng tôi cũng chỉ là ghi lại hay gom góp lại những gì mà chúng tôi gặp gỡ trên đường đời. Có thể nói là một cái sự gặp gỡ với quý vị trong cuộc sống hàng ngày mai sau đôi khi chăng. Vì thế chúng tôi không dám có thứ tham vọng để ngược dòng, nổi dòng nước. Tuy nhiên cũng cố gắng ghi lại những gì Âu có thể đã để lại một chút gì. Vâng, cảm ơn anh. Và nhà thơ Mỹ Nhung nghĩ gì? Thì Mỹ Nhung nghĩ rằng Internet thì nó chứa những cái gì mà bao la, những cái gì mà thời sự mình cần biết. Còn những cái riêng tư á, thì nó cũng không là riêng tư của một ai đó. Nhưng mà thơ là chính là cái riêng tư của riêng mình, riêng tác giả. Mình giữ lại để sau này mình có thể mở ra mình đọc mà những cái tình cảm của mình còn y nguyên, thưa. Dạ. Vâng, thưa quý vị, hỏi để mà hỏi thôi. Bởi vì đối với một người nghệ sĩ thì những cái đứa con tinh thần của họ luôn luôn là những cái gì họ rất là trân quý. Chúng ta không phủ nhận sự lợi ích của Internet. Nó giúp cho chúng ta mở mang thêm kiến thức, nó giúp cho chúng ta tìm hiểu bất cứ điều gì mà chúng ta muốn tìm hiểu. Nhưng mà đó là những cái gì thuộc trong cái đời sống đời thường thôi. Còn riêng về cái vấn đề văn học nghệ thuật như nhà thơ Mỹ Nhung vừa nói thì nó là cái tâm tình riêng của mỗi cá nhân. Do đó chúng ta không thể giới thiệu với một người bạn một bài thơ mới viết mà mình rất thích qua Internet mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc được. Chúng ta cũng không thể gửi gắm một cái chuyện ngắn đến cho một người bạn qua Internet mà chúng ta cảm thấy vui được bằng khi chúng ta cầm quyển sách mới in còn thơm mùi mực tận tay trao cho người bạn với chữ ký mến tặng, kính tặng, thương yêu tặng. Và như vậy thật sự nó đã ẩn chứa tất cả cái tấm lòng của chúng ta dành cho đứa con của mình, gửi gắm đến cho người đọc. Và như vậy thì tôi hoàn toàn đồng ý, mặc dù hỏi là tôi hỏi thôi, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với nhị vị. Dẫu rằng nền công nghệ Internet nó tiến triển đến đâu đi chăng nữa, thì cái việc những nhà thơ, những nhà văn, những nhạc sĩ muốn viết lại những cái gì đó của mình và in ra sách vẫn là một cái niềm ước ao chung của tất cả những người làm nghệ thuật. Qua thiệp mời, chúng tôi được biết nhị vị đều là thành viên của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Vậy xin hỏi trong buổi ra mắt sách này có nhận được sự hỗ trợ nào từ hội nhà chăng? Xin mời nhà thơ Minh Nhung ạ. Dạ, thưa anh, có mà lại có rất nhiều. Cũng như cái tập thơ trước của Minh Nhung đó thì được ông cụ chủ tịch Lý Hà khuyến khích và layout giúp đỡ Minh Nhung. Rồi trong tập thơ này thì tăng chủ tịch là Yên Sơn, ông cũng viết lời bạc cho Mỹ Nhung. Rồi nhà văn Thúy Hà cũng viết cho Mỹ Nhung. Kế đó là nhà thơ Ánh Nguyệt và Mai Thanh Tuyết. Toàn là những cây bút điêu luyện của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Rồi kế đến, cái đó là tinh thần, còn cái đến vật chất thì có nhà thi họa sĩ Tuyết Hà
giúp làm cái banner rất đẹp cho chú Nam. Dạ. Rồi kế đến là phần trang trí thì nhà văn, nhà thi sĩ Ương Như cũng như thi sĩ Cao Khải. Vâng, thì ít nhiều gì thì cũng không bao giờ quên ơn những người đã đóng góp bàn tay để giúp cho đứa con của mình nó ra đời một cách suôn sẻ và đẹp đẽ. Nhà thơ Đào Đức Khê có thêm ý kiến gì trong cái vấn đề này không ạ? Dạ, thưa tôi, cảm ơn anh Huy Tâm. Theo sự trình bày của nhà thơ Mỹ Nhung thì tôi thấy rất đầy đủ trên cái phương diện mà chúng tôi quen biết hội được tham gia vào Hội Văn Nam Hoa Kỳ. Tôi cũng xin được thêm lời cảm ơn ở đây là họa sĩ Bridget Volkowski, có những bức tranh vẽ tranh đen đen trắng ở trong tập thơ, và photographer nhà Nguyễn Thế cũng đã đóng góp rất nhiều cho tôi về phương diện tinh thần cũng như là hình ảnh. Tiếng lòng gửi đến thế nhân, mong trao đổi chút tình xuân ngọt ngào. Lời thơ ý nhạc thanh tao quyện trong hương gió dạt dào yêu thương. Nội dung tập thơ Tiếng lòng đẹp đẽ là thế, thanh cao là thế, nhưng vẫn còn có những cái điều cần được giải quyết. Đó là trong thiệp mời có một vấn đề khá tế nhị xin được nêu ra đây. Thưa quý vị, vốn dĩ buổi tiệc ra mắt tác phẩm Tiếng lòng ngày 9 tháng 6 năm 2024 tới đây tổ chức tại Ocean Palace, một nhà hàng sang trọng tại thành phố Houston, Texas. Tuy nhiên, trong thiệp mời thì lại không thấy đề cập đến chuyện yểm trợ tài chính. Xin nhị vị cho một lời giải thích để mọi người rõ ràng hơn. Mời Mỹ Nhung. Em nhường lời cho anh Đào Đăng Khê. Dạ, cảm ơn nhà thơ Mỹ Nhung, cảm ơn anh Huy Tâm. Kính thưa quý thính giả, như anh Huy Tâm vừa trình bày thì hai những người đã sinh sống ở Houston thì đều biết nhà hàng Ocean Bar. Tuy nhiên, thí dụ tôi cho phép để đưa một thí dụ, nếu như tôi đi mua một quả dưa thì tôi thấy quả dưa bên ngoài xinh xắn đẹp đẽ, màu sắc tròn chỉnh, chẳng khác nào cái nhà hàng Ocean Palace. Tuy nhiên, ca dao có câu như thế này: sinh con ai nỡ sinh lòng, mua dưa ai biết trong lòng của dưa. Thành thử ra nhà hàng tuy sang trọng đẹp đẽ, nhưng mà không dám để phụ lòng quý vị. Buổi tiếp quý vị ở tại nhà hàng Opasat chỉ nằm trong khuôn khổ rất hạn hẹp và khiêm nhường. Cho nên trong cái sự khiêm nhường đấy, chúng tôi không dám kêu gọi hay thổ lộ tâm tình về vấn đề vật chất với quý vị. Chúng tôi khép nép để làm những gì chúng tôi có thể được, và chỉ trong phạm vi một số bạn bè hạn hẹp mà chúng tôi có thể mời được, chứ không phải là một cái việc tổ chức cho public hay là toàn thể mọi người đến để tham gia. Dĩ nhiên là khả năng chúng tôi có giới hạn, cho nên là trên cái thiệp mời không ghi đến tham dự phải đóng góp bao nhiêu, không có chuyện đó. Và một cách rất là rõ ràng, chúng tôi chỉ có thể đóng góp một phần rất nhỏ trong khả năng chúng tôi có, và mời một số bạn khách, bạn bè thân thuộc đã từ lâu, có khi có những người biết từ 50 năm về trước. Okay. Thành thử ra là không đề cập đến cái gì trên vấn đề phải đóng góp bao nhiêu để đến tham dự. Bởi vì số khách chỉ có giới hạn mà chúng tôi đã biết và đã gặp lâu ngày. Xin chân thành cảm ơn. Nhà thơ Mỹ Nhung có ý kiến gì không? Dạ, thầy Mỹ Nhung nghĩ thì cái bữa tiệc đó là một chút gì đó gặp gỡ, một chút hàn huyên với lại thân hữu, và cũng như chúng tôi hân hạnh được tặng bí thân hữu, bí văn thi hữu tập thơ Tiếng lòng. Thưa quý vị, chúng ta thừa biết rằng với cái cuộc sống càng ngày càng đắt đỏ như hiện nay thì để in được một tập sách như thế này cũng không phải là dễ dàng trong cái vấn đề tài chính, mà cái khó khăn kế tiếp là làm sao để có thể mời gọi được quý văn thi hữu, quý thân hữu,
những người quen biết đến để mà trao gửi cái tập thơ này đến tay họ và tiếp đón họ trong một buổi tiệc tương đối tươm tất để mọi người chung vui với nhau. Thì tôi nghĩ rằng hai nhà thơ rất tế nhị khi không nhắc đến vấn đề tài chánh ở trong thiệp mời. Nhưng mà hẳn rằng những người nhận được thiệp mời qua email, qua phone, qua lời nhắn gửi thì cũng đều hiểu được chúng ta cần phải làm gì khi hiện diện trong buổi tiệc đó. Mặc dù là nhà thơ Mỹ Nhung nói rằng khi quý vị đến đó thì sẽ gửi tặng quý vị tiếng lòng. Vâng, gửi tặng quý vị tiếng lòng, nhưng mà chắc chắn rằng bánh ít đi thì phải có bánh quy lại. Đó là cái lẽ sống ở đời. Thưa cảm ơn anh Huy Tâm và thưa cảm ơn nhà thơ Mỹ Nhung đã khêu gợi. Khêu gợi đây là mở ra. Và dĩ nhiên là như anh Huy Tâm vừa trình bày và cũng như thưa toàn thể quý vị đều hiểu rõ cuộc sống trong một tổ chức nào cũng cần có sự một chút vật chất để trang trải sự tốn kém. Tập thơ tiếng lòng đây chắc chắn cũng phải có một tốn kém một ít nhiều. Chúng tôi không dám có tham vọng với vấn đề gì, nhưng mà hân hạnh và hân hạnh được đón tiếp quý vị vào ngày 9 tháng 6 tại Ocean Palace và sẽ được kính gửi quý vị tập thơ tiếng lòng. Và dĩ nhiên rằng như anh Huy Tâm vừa trình bày thì phải đến, khi đến chắc cũng đã biết bánh ít đi thì bánh quy kỳ lại. Chúng tôi không dám, hoàn toàn không có chủ trương như thế. Nhưng mà nếu có sự đóng góp, sự giúp đỡ của quý vị để trang trải một phần nào tốn phép mà chúng tôi cũng đã dành dụm từ bao nhiêu lâu năm thì cũng là điều quý hóa và mong ước thôi. Ôi giời ơi, nghe nhà thơ Đào Đông Khê của chúng ta nói chuyện mà đắng cả lòng, đứt cả ruột, dành dụm lâu lắm mới có thể thai nghén ra được đứa con so. Nhưng mà nếu quý vị đến và tới rộng vòng tay thì chắc chắn rằng tháng năm chúng ta sẽ được đón đứa con già của hai nhà thơ. Như thế thì mọi người trong chúng ta đều cảm thấy là có cái niềm vui chung và rất là hạnh phúc khi mà được hàn huyên tâm sự trong một buổi tiệc vừa lịch lãm mà lại vừa tao nhã với thơ văn nhạc. Thưa quý vị, nhà thơ Đào Đông Khê cũng như nhà thơ Mỹ Nhung đã đọc cho chúng ta nghe mỗi người một bài thơ. Mà dĩ nhiên là trong gần 200 bài thơ này thì chia đôi ra mỗi người mấy chục bài. Có rất là nhiều bài của cả hai tác giả đều có chung cái suy nghĩ là mình cảm thấy mình yêu thích cái bài thơ đó hơn. Vậy xin hỏi hai vị rằng có bài thơ nào kết hợp bởi cả hai người không? Dạ thưa anh Huy Tâm và thưa quý thính khán thính giả, có lẽ có một bài thơ mà tình cờ hễ úy thì tôi không biết, nhưng mà nhà thơ Mỹ Nhung có khơi gợi cho tôi cái tâm tư. Và tôi có viết cái bài thơ Hỏi Xem, và sau đó thì Mỹ Nhung cũng có đã họa lại cái bài. Vâng, hai vị cho quý thính giả nghe đi ạ. Cảm ơn anh cho tôi phép được lập lại cái dạ vâng, cứ tự nhiên ạ. Kính thưa quý khán thính giả, khi được quen biết nhà thơ Mỹ Nhung đây thì tôi cũng có đến thăm đôi ba lần. Thì tôi thấy vườn nàng có chỗ hoa, có chỗ không hoa. Thì tôi có bật lên một tư tưởng hỏi xem như thế nào. Tôi xin phép được trình bày bài thơ Hỏi Xem. Vườn em còn đất bỏ không? Cho anh trồng ké cây hồng được chăng? Đến mùa hồng nở đỏ xanh, anh nhờ em cắt trưng quanh trong nhà. Kẻ ra người đến xem hoa, hồng xinh hồng đẹp chắc là vui hơn. Trong ngoài luôn thoảng mùi hương, kẻ đi người ở vẫn vương mùi hồng. Và thưa quý khán thính giả, thưa anh Huy Tâm, sau đó thì nhà thơ Mỹ Nhung có họa lại một bài thơ và xin kính mời nhà thơ Mỹ Nhung. Dạ, tại vì cái câu hỏi đó nó cũng hơi mắc cỡ chút. Khi không vô hỏi vườn em còn đất bỏ không, cho anh trồng ké cây hồng được chăng, thì em trả lời như thế này: thật tình còn chút đất không,
hỏi xem đằng ý hoa hồng giống chi. Trồng rồi xin chớ bỏ đi, tỉa cành chăm gốc đợi kỳ trổ hoa. Trổ hoa em cắt vào nhà, ngày đêm chăm bón cho hoa lâu tàn. Hỏi bao vườn rộng thênh thang, mà sao muốn ké tình tan vườn này. Vâng, rất là tình tứ mà cũng rất là dí dỏm. Câu kết của bài lục bát là bao vườn rộng thênh thang mà sao muốn ké tình tan vườn này. Quả thật là đáng suy gẫm về câu kết của bài lục bát. Thưa nhị vị, thay mặt cho quý khán thính giả, cảm ơn nhị vị đã cho nghe hai bài thơ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ còn nhiều bài khác nữa, nhưng mà chúng ta sẽ để vào một cái dịp nào đó chúng tôi mời quý vị trở lại với chương trình. Nhưng ở đây chúng tôi đang muốn nói lên một cái điều mà nó vẫn còn là một cái dấu hỏi khá lớn ở trong tôi. Là như chúng tôi đã giới thiệu, nhà thơ Đào Đông Khê vốn sinh trưởng ở đất cảng Hải Phòng, miền Bắc. Và nhà thơ Mỹ Nhung thì sinh trưởng ở miền quê cuối đất Việt, tức là Cà Mau. Hai người ở tận đầu sông mà sao lại có tiếng lòng vậy ta? Xin mời nhà thơ Mỹ Nhung trước. Dạ, dạ, thưa anh Mỹ Tâm, thưa anh Đào Đông Khê. Theo cái sự gặp gỡ ở đời thường á, thì mình phải ngược xuôi, mình đi xe, đi máy bay rồi mới gặp nhau. Nhưng mà cái duyên thơ thì nó không có giới hạn ở chỗ nào anh thơ. Khi mà tụi em gặp nhau là cũng cái duyên thơ, mà cái bài em làm cái bài thơ Hoa Liên Điển Quê Người, cờ nhà thơ Đông Khê đọc được thì mới gọi làm quen. Dạ, cái đó là cái duyên thơ. Dạ. Vậy thì còn chờ gì mà không để quý thính giả thưởng thức cái bài kết nên mối duyên thơ đẹp đẽ này. Cái bài này thì em viết như em nhớ lại cái thời buổi mà đi học. Em viết em tặng cho những người bạn mà chung lớp, chung trường với em. Dạ. Là cái người đó, đó nó cũng có mặt ở Houston này. Và chắc chắn rằng cũng sẽ có mặt trong buổi ra mắt sách Hoa Liên Điển Quê Người, là tặng hai bạn Cúc với Dũng cũng ở Cà Mau. Cùng Dũng thì với Cúc cùng học chung một trường trung học An Xuyên với Mỹ Nhung. Dạ. Lần đó nguyên nhân đó là Dũng đem tặng cho mình một cái cái gói quà điện điển thật to. Để là mà ở đây anh biết là trồng cái đó rất là khó. Mà Dũng với Cúc trồng được nhiều. Rồi cái đem cho em tặng mà nấu canh chua. Thì Dũng mang tới Dũng tặng thì mình thấy là nó cảm động gì đâu. Mình nhìn cái cánh hoa điên điển nó lại giống cái, một cái cánh con bướm vàng. Thành ra là từ đó nó động lòng Mỹ Nhung mới viết mấy dòng thơ đây. Anh gửi tặng tôi chùm hoa điên điển, nhắn nhủ rằng anh để nhớ quê hương. Cảm ơn anh, người bạn cũ chung trường, đưa tôi về với quê hương yêu nhớ, với kỷ niệm của một thời thơ ấu. Thở đường quê bè bạn chạy rong chơi, nhìn cánh diều lơ lửng giữa lưng trời, thở tấm sông cùng mò cua bắt ốc. Quên sao được đường làng ta đi học, biết nắng mưa nhưng chưa biết hẹn hè. Khi vui đùa sách vở bỏ trên đê, cùng đuổi bắt cánh bướm vàng chắc chơi. Thời gian ơi sao mà đi quá vội, tuổi thần tiên đã đánh mất lâu rồi. Nâng chùm hoa lòng thoáng chút ngậm ngùi, cánh bướm xưa giống hoa vàng duyên điển.
Một bài thơ gợi lại biết bao nhiêu cái hình ảnh của tuổi ấu thơ. Một bài thơ gợi lại biết bao tâm tình của những ngày mới lớn. Và có một điểm đặc biệt nữa là nhờ cái bài thơ này dẫn đến mối duyên văn nghệ hết sức là đẹp đẽ ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng trong cái ngày ra mắt sách, nếu mà nhị vị đã có công trồng hoa điên điển nơi quê người đem đến tặng cho nhà thơ Mỹ Nhung, có nên chăng mời họ lên sân khấu để hai người nói lời cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt? Dạ, nếu có sự hiện diện của hai người bạn đó, dạ. Vâng, đó là một việc làm rất là ý nghĩa, mà nếu mà chúng ta làm được thì cũng là tạo cái niềm vui cho hội trường, tạo cái niềm hãnh diện cho cái người đã bỏ công sức để trồng hoa điên điển, biếu cho Mỹ Nhung để đời nó trở thành những cánh chim xanh, tạo nên cái mối duyên mà rất là đẹp đẽ ngày hôm nay. Nấu canh chua ăn hết nhưng mà nó còn cái kỷ niệm đó. Như quý vị đã được nghe nhà thơ Lào Lộc Khê cũng như nhà thơ Mỹ Nhung nói về những nguyên nhân ra đời của những bài thơ, và kể theo đó là những cái kết quả hết sức là đáng yêu. Nhưng mà riêng cá nhân Huy Tâm thì trong cái tập thơ của Mỹ Nhung và Đào Đồng Khê, Huy Tâm rất là tâm đắc, phải dùng cái chữ tâm đắc, rất là thích một bài thơ Lục Bát mà lời thì rất là dí dỏm nhưng mà ẩn chứa cái tình cảm rất là sâu đậm. Quý vị có biết là Huy Tâm thích bài dẫn bài nào trong đó không? Cái bài như phổ nhạc của anh. Tôi nghĩ là cái bài mà anh nhạc sĩ Huy Tâm phổ nhạc. Tôi rất thích cái bài Ngày Xưa Em Thế. Vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Huy Tâm và cảm ơn quý thính giả của đài. Theo tôi được biết và anh Huy Tâm cũng cho hay là cái bài Ngày Xưa Em Thế này đã được nhạc sĩ Huy Tâm phổ nhạc và hy vọng sẽ được trình bày trong buổi ra mắt sách ngày 9 tháng 6. Tôi không có tham vọng gì, nhưng mà hy vọng rằng bài nhạc đấy, lời thơ đấy cũng như là cung điệu của anh Huy, nhạc sĩ Huy Tâm chắc sẽ làm hài lòng chúng ta và âm hưởng quan tâm. Tôi xin phép được đọc bài thơ Ngày Xưa Em Thế. Ngày xưa em thế anh thương, ngày nay em thế anh thương em nhiều. Ngày xưa thương dáng mỹ miều, ngày nay thương dáng sớm chiều nắng mưa. Ngày xưa thương hỏi sớm trưa, ngày nay thương để chọn xưa ước nguyện. Thương sao nói hết cho lên, ngày nay anh vẫn thương đêm thương ngày. Thương ngày không đủ giải bày, thương đêm cột chỉ ngón tay mà nguyện. Thiên đình hay chốn cửu tuyền, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng. Xin hết. Quý khán thính giả cảm thấy là niềm yêu thích của Huy Tâm dành cho bài thơ này nó có gì lệch lạc không? Quý vị nghe những cái câu thơ nó rất là mộc mạc, nhưng mà nó lại ẩn chứa rất là nhiều cái tình cảm sâu đậm, từng lời, từng chữ. Bài thơ dù nó không có sáo ngữ nhiều, rất là dễ dàng tạo ra cái cảm xúc cho người đọc. Cảm ơn anh Đào Đông Khê cũng như Mỹ Nhung đã nói qua. Và như vậy thì buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay về tác phẩm Tiếng Lòng của nhà thơ Mỹ Nhung và Đào Đông Khê có lẽ cũng đã đủ. Vậy trước khi mà chấm dứt đó thì xin hỏi nhị vị còn có điều gì muốn nhắn gửi đến quý khán thính giả của chúng ta không ạ? Dạ, Mỹ Nhung chỉ mong ước là cái ngày ra mắt sách có thân hữu quý văn thi hữu được đến để chung vui và chứng tỏ rằng quý vị còn yêu ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như là yêu thương những người cầm bút. Thưa anh. Vâng, mời anh. Cảm ơn nhà thơ Mỹ Nhung đã chia sẻ rất là sâu đậm và đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên tôi cũng được xin phép thêm ở đây,
tiếng lòng của chúng tôi là tiếng lòng Việt, của người Việt, nằm trong cái khôn pháo của người Việt, tiếng Việt. Và xin lặp lại câu nói của Phạm Quỳnh ngày xưa, chuyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì tiếng ta còn, nước ta còn vậy. Vậy thì hy vọng nhỏ nhoi rằng tiếng lòng còn thì quý vị còn. Xin được hân hạnh và tiếp đón quý vị trong ngày 9 tháng 6 trong phạm vi hạn hẹp mà chúng tôi có thể. Và thưa quý vị, ngay cái trang mở đầu của thi tập Tiếng Lòng như nhà thơ Đào Long Khê đã đọc, nhưng mà chúng tôi cũng xin lặp lại bởi vì chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái điều này một chút. Đó là hai câu lục bát Tiếng Lòng, trăm bức tờ mây gửi người tri kỷ nhận đây làm quà. Trong ngày 9 tháng 6 năm 2024 tới đây, từ lúc 11 giờ cho đến 4 giờ chiều, thì lại sẽ là cái buổi tiệc ra mắt thi tập Tiếng Lòng của nhà thơ Đào Đông Khê và nhà thơ Mỹ Nhung. Hai nhà thơ của chúng ta muốn trao gửi đứa con tinh thần này đến quý vị và xin được xem quý vị như là những người tri kỷ, là những người có thể khiến họ chảy lòng ra. Và chắc chắn rằng như vậy thì cái chiều ngược lại, và với cái vấn đề mà lúc nãy chúng tôi có đưa ra, tuy nó có tế nhị, nó có cần tục một tí, đó là vấn đề tài chánh trong buổi tiệc mà thiệp mời không hề nhắc đến. Nhưng mà chắc chắn rằng đối với những người tri kỷ thì tình cảm là 9, nhưng mà tài chánh là 10. Vâng, nói đùa thế thôi. Vâng, quý vị, nói đùa nhưng mà thật đó nha quý vị. Mà quý vị vẫn cứ đến, và dĩ nhiên bằng cái tấm lòng của quý vị sẽ đóng góp để như chúng tôi đã nói lúc nãy là năm nay chúng ta đón nhận tập thơ này, và sang năm để hai nhà thơ của chúng ta còn có khả năng tiếp tục ra mắt thêm nữa, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, hàn huyên tâm sự, và nhất là một cách để chúng ta gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ trên xứ người. Và cái món quà mà quý giá nhất mà chúng tôi nghĩ rằng đó là sự hiện diện của quý vị trong ngày ra mắt sách của Đào Long Khê và Mỹ Nhung ngày 9 tháng 6 năm 2024 tại Ocean Palace Restaurant. Trân trọng kính mời. Ngày xưa em thế anh thương, ngày nay em thế càng thương em nhiều. Ngày xưa thương dáng mi miều, ngày nay thương dáng sớm chiều nắng mưa. Ngày xưa thương hỏi sớm trưa, ngày nay thương để tròn xưa ước nguyện. Thương sao nói hết cho nên, ngày nay anh vẫn thương đêm thương ngày. Thương ngày không đủ giải bày, thương đêm cột chỉ ngón tay mà nguyên. Thiên đình hay chôn cứu tuyền, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng. Thank you.
ngày xưa em thấy anh thương, ngày nay em thế, ngày nay em thế càng thương em nhiều. Ngày xưa thương dáng mi miều, ngày nay thương dáng, ngày nay thương dáng sớm chiều nắng mưa. Ngày xưa thương hỏi sớm trưa, ngày nay thương để, ngày nay thương để tròn xưa ước nguyện. Thương sao nói hết cho nên, ngày nay anh vẫn, ngày nay anh vẫn thương đêm thương ngày. Thương ngày không đủ dài bay, thương đêm cột chỉ, thương đêm cột chỉ ngón tay mà nguyên. Thiên đình hay chôn cứu tuyền, thương em anh nguyện, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng. Thiên đình hay chôn cứu tuyền, thương em anh nguyện, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng. Thương em anh nguyện, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng. Thương em anh nguyện, thương em anh nguyện giữ nguyên trong lòng.